Cô mến chào tất cả các em, chào mừng các em đến với kênh Nguyễn Mát Art. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em vẽ cắt xé dán tranh cuộc sống quanh em và cùng lắng nghe cô kể câu chuyện nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan của tác giả Trí Đức sưu tầm và biên soạn. Nếu các em thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh ủng hộ cô Nguyễn Mát nhé. Cảm ơn các em. Đọc sách có thể nuôi dưỡng tình cảm, mở mang trí tuệ, làm cho con người trở nên ưu tú hơn. Trên đường đời của trẻ, càng cần những quyển sách hay dẫn lối. Thông qua việc đọc sách, thông qua việc học tập và giáo dục, dạy cho trẻ có đức tính tốt, từ đó có được tương lai tốt đẹp hơn. Con trẻ là hy vọng của mỗi gia đình, là tương lai của Tổ quốc. Khi trẻ hình thành được thói quen tốt, nhận thức được rằng việc của mình là tự mình hoàn thành. Khi trẻ có tính cách tốt, trẻ có sự quản lý được bản thân. Khi trẻ dũng cảm chiến thắng khó khăn, nội tâm trẻ đủ mạnh mẽ. Khi trẻ đầy tự tin, dám nói lời rằng mình rất giỏi, thì trẻ hiểu rằng đọc sách là tốt cho bản thân. Cố gắng làm học sinh giỏi trong lớp, sẽ gặp được phiên bản xuất sắc của chính bản thân mình. Series sách Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan là kỳ công biên tập của những mẩu truyện nhỏ đầy năng lượng tích cực khéo léo xen vào những châm ngôn sống và gợi ý trưởng thành. Trong quá trình đọc, không những có thể đọc được những câu chuyện hay, gặt hái được những kiến thức mới, còn có thể suy ngẫm, huấn luyện tư duy thông qua những mẩu truyện này. Đây cũng chính là những viên đá nót chân cho trẻ trên đường đời để trẻ có thể bước cao hơn, nhìn xa hơn. Và bây giờ, cô đọc câu chuyện đầu tiên, Ngốc Nghếch Đi Kiếm Mồi. Có một chú chim tên là Ngốc Nghếch, chú vô cùng lười biếng, cả ngày không chịu làm gì ngoài ăn, chơi và ngủ. Các bạn của chú đi học kiếm mồi, nhưng chú lại chẳng chịu đi. Các bạn hỏi, Ngốc Nghếch ơi, cậu không học kiếm mồi cùng chúng mình à? Ngốc Nghếch đáp, học cái đó thì có ích gì? Bố mẹ tớ cho tớ ăn rồi, cần gì học? Nhưng nếu không biết kiếm mồi thì sao mà sống được? Các bạn hỏi. Ngốc Nghếch cất lên. Các cậu phiền chết đi được. Tớ không học. Không học đấy thì sao? Tớ phải ăn đồ ăn của bố mẹ tớ chuẩn bị đã chứ. Các bạn chú đều lắc đầu, thở dài ngao ngán, rồi rủ nhau đi tập bắt mồi dưới nước. Ngốc Nghếch ăn đồ của mình, chốc chốc lại vươn cổ ngó ra lẩm nhẩm. Chồng họ mới ngốc làm sao, bao nhiêu đồ ăn ngon thì không ăn, lại đi học mấy thứ vớ vẩn, thật không sao hiểu nổi. Một tháng sau, các bạn của Ngốc Nghếch đều đã biết bắt mồi dưới nước. Họ hẹn nhau đến chơi với Ngốc Nghếch. Các bạn nhảy nhót quanh Ngốc Nghếch và nói, ôi Ngốc Nghếch ơi, sao cậu lại béo ra thế kia? Cậu xem chúng tớ đã biết cách bắt mồi dưới nước rồi này. Ngốc Nghếch mắt nhắm mắt mở nói, các cậu ồn ào quá, tớ không biết, tớ cũng không học. Các cậu để tớ béo làm gì, tớ không cần các cậu quan tâm. Biến đi, đồ đáng ghét, làm hỏng giấc mơ đẹp của tớ. Còn cả thức ăn ngon của tớ nữa. Các bạn của chú đành bay đi, Ngốc Nghếch ngoác miệng ngáp một cái rồi lại đánh thêm một giấc. Hôm nay bố mẹ Ngốc Nghếch có việc phải đi xa, chỉ có mỗi mình ở chú ở nhà. Thức ăn mà bố mẹ chuẩn bị cho Ngốc Nghếch ăn một loáng đã hết sạch. Trông các bạn có thể dễ dàng kiếm được mồi ở dưới nước, chú quyết thử một phen. Ngốc Nghếch nhìn thấy mồi chỉ có một cách một đoạn, liền vũ cánh bay lên rồi lao xuống đớp mồi. Nhưng chú lại bị rơi tõm xuống nước. Các bạn thấy thế vội vàng lao đến cứu Ngốc Nghếch. Ngốc Nghếch vô cùng biết ơn các bạn đã cứu mình. Nhưng nhớ lại thái độ của mình lúc nãy, chú xấu hổ đến đỏ mặt. Chú lí nhí nói, tớ xin lỗi chuyện lúc nãy, tớ cảm ơn các cậu. Các cậu đã cứu tớ, tớ sai rồi. Tớ muốn học cách bắt mồi, các cậu dạy tớ được không? Các bạn đáp, đương nhiên là được rồi. Chỉ có điều Ngốc Nghếch cúi đầu thất vọng. Chỉ có điều sao cơ, cậu phải giảm béo trước đã, sao mà học được với cái bụng cho tròn ấy kia. Các bạn cười ha hả rồi nói tiếp, chúng tớ nói đùa thôi, đi nào chúng tớ dạy cậu cách bắt mồi dưới nước. Ngốc Nghếch rơi xuống nước không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ chú không hề lười biếng mà quyết tâm học bằng được. Khi bố mẹ trở về, cả hai đều cảm thấy hết sức kinh ngạc về chú.
qua câu chuyện cho tao một bài học. Cuối cùng thì ngốc nghếch cũng chịu học cách bắt mồi dưới nước. Chú nhận ra rằng không thể ăn bám bố mẹ mãi được. Một khởi đầu tốt chính là một bước thành công lớn. Tin rằng ngốc nghếch không chỉ học thật giỏi mà sau này còn có thể dạy cho các chú chim non khác. Còn các em thì sao? Qua câu chuyện này các em nghĩ gì? Các em đã cho mình một bài học chưa? Cô tin rằng các em mỗi bạn đều có một bài học cho mình. Các em hãy tự lập, tự sáng tạo, là con ngoan trò giỏi và làm những việc tốt giúp đỡ bố mẹ và gia đình các em nhé.